Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được quy định trong hiến pháp của nhà nước ta. Vậy công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở nghĩa là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay, bài 17, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Phần 1 La Mã, tình huống. Mẹ con nhà T có tính ăn cắp vặt, cả xóm ai cũng biết. Bà Hòa ở sát nhà bà T. Một hôm, bà Hòa bị mất con gà mái Hoa Mơ đang đổ đẻ trứng. Bà Hòa nghĩ chỉ có nhà T bắt trộm nên đã chửi đổng suốt ngày và dọa vào nhà T để khám. Mấy ngày sau, bà Hòa lại bị mất cái quạt bàn. Bà Hòa nghĩ ngay rằng lại chỉ có nhà T lấy cắp chiếc quạt bàn của mình nên đã chạy sang nhà T đòi vào khám nhà. Nhưng mẹ con nhà T không cho, bà Hòa càng nghi ngờ và cứ xông vào khám nhà T. Câu hỏi thứ nhất, chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hòa? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hòa đã có những suy nghĩ và hành động như thế nào? Bà Hòa bị mất con gà mái Hoa Mơ đang đổ đẻ trứng. Và bà Hòa suy nghĩ chỉ có nhà T bắt trộm gà. Nên hành động của bà Hòa đó là chửi đổng suốt ngày và dọa sẽ vào nhà T để khám. Sự việc thứ hai, nhà bà Hòa lại tiếp tục bị mất cái quạt bàn. Nên bà Hòa cũng suy nghĩ là chỉ có nhà T lấy thôi. Hành động của bà Hòa lúc này là chạy sang nhà T đòi khám nhà, mặc dù mẹ con nhà T không cho, nhưng bà Hòa càng nghi ngờ và cứ xông vào khám nhà. Vậy, bà Hòa hành động như thế là đúng hay sai? Tại sao? Rõ ràng chúng ta thấy hành vi của bà Hòa xông vào khám nhà bà T là sai, là vi phạm pháp luật, bởi vì khi bà Hòa vào nhà bà T thì bà T không đồng ý cho bà Hòa vào. Và theo quy định tại Điều 22 Hiến pháp năm 2013, khoản 1, công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Khoản 2, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Khoản 3, việc khám xét chỗ ở do luật định. Xâm phạm trái phép chỗ ở của người khác sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? Chúng ta theo dõi Điều 158, tội xâm phạm chỗ ở của người khác theo Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, xâm phạm chỗ ở của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Vậy thì những trường hợp như thế nào? Các em hãy quan sát trên màn hình cho cô. Các em tiếp tục theo dõi khoản 2, điều 158 quy định những trường hợp sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Các em có thể quan sát trên màn hình để biết được những trường hợp này. Qua tìm hiểu phần tình huống, chúng ta thấy hành vi của bà Hòa xông vào khám nhà bà T là sai, bởi vì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Vậy thì, theo em, bà Hòa nên làm thế nào để có thể xác minh được nhà T lấy trộm tài sản của mình mà không phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác? Cô sẽ gợi ý. Bà Hòa có thể quan sát, theo dõi để tìm những chứng cứ xác thực hơn. Và khi đã tìm được chứng cứ xác thực thì bà Hòa nên báo sự việc cho chính quyền địa phương để nhờ can thiệp. Và tuyệt đối bà Hòa không được tự ý xông vào nhà bà T nếu như không được sự đồng ý của chủ nhà, đó là mẹ con nhà T.
Chúng ta tìm hiểu qua phần Hai La Mã nội dung bài học. Một nhỏ, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Ở đây, chỗ ở các em có thể hiểu là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Giới thiệu với các em về một số chỗ ở của công dân mà chúng ta thường thấy. Đầu tiên là nhà ở, phòng riêng, chung cư, nhà trọ. Tìm hiểu sách giáo khoa, chúng ta thấy quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân nghĩa là quyền được cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở. Không ai được tự ý xâm phạm chỗ ở của người khác, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Vậy thì trong những trường hợp nào thì công an có quyền được vào khám xét chỗ ở? Theo khoản 1 điều 192 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, việc khám xét chỗ ở chỉ được thực hiện trong những trường hợp sau. Thứ nhất, có căn cứ để nhận định trong chỗ ở đó có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do người phạm tội mà có, hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, tài liệu khác liên quan đến vụ án. Việc khám xét chỗ ở cũng được tiến hành khi cần phát hiện những người đang bị truy nã, truy tìm và giải cứu nạn nhân. Khi khám nhà phải tuân thủ các thể thức sau. Thứ nhất, phải có lệnh khám nhà. Về thẩm quyền ra lệnh khám, viện trưởng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Viện Kiểm sát Quân sự các cấp, chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân và Tòa án Quân sự các cấp, thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp tỉnh hoặc Tòa án Quân sự cấp quân khu trở lên, chủ tọa phiên tòa, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp. Trong trường hợp này, lệnh khám xét phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Thứ hai, người thi hành lệnh phải đi cùng đại diện Ủy ban Nhân dân, người chủ hoặc người đã thành niên trong gia đình họ và phải có láng giềng làm chứng. Thứ ba là phải lập biên bản. Hành vi như thế nào là hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân? Các em hãy cùng theo dõi. Tự ý vào nhà lục lọi đồ đạc của người khác khi chủ nhà đi vắng hoặc chưa được sự đồng ý của chủ nhà. Tự ý khám xét chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ. Cơ quan công an tự ý khám xét nhà dân khi chưa có giấy khám từ cấp trên. Vào nhà người khác trộm đồ, tìm đồ. Đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của người khác và đều là những hành vi đáng lên án, sẽ bị pháp luật trừng trị theo những quy định cụ thể. Chúng ta chuyển qua phần 3 nhỏ, trách nhiệm của công dân. Tôn trọng chỗ ở của người khác, tự bảo vệ chỗ ở của mình. Tố cáo người làm trái pháp luật xâm phạm về chỗ ở của người khác. Vậy thì, những hành vi nào của chúng ta thể hiện chúng ta biết tôn trọng chỗ ở của người khác? Thứ nhất, khi chúng ta đến nhà người khác thì chúng ta phải biết ấn chuông, gõ cửa để mà xin phép trước khi vào nhà. Hoặc là ngay cả vào phòng riêng của người khác thì chúng ta cũng phải biết gõ cửa trước khi vào. Và chúng ta chỉ vào nhà người khác khi chủ nhà đồng ý, chính là chúng ta đang tôn trọng cái quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác. Ngăn chặn hành vi xâm phạm trái phép chỗ ở của người khác. Cô lấy ví dụ, khi chúng ta phát hiện nhà hàng xóm có trộm thì chúng ta phải hô hoán lên để cho mọi người biết, để mọi người có thể là bắt kẻ trộm, người mà đã xâm phạm trái phép chỗ ở của người khác. Hiện nay chúng ta thường tự bảo vệ chỗ ở của mình bằng cách nào? Thực tế thì chúng ta thấy có rất nhiều cách, đúng không các em? Thứ nhất,
Có thể là chúng ta sẽ làm cửa sắt kiên cố, khóa cẩn thận bằng ổ khóa hoặc thậm chí là làm bằng khóa vân tay. Có thể sử dụng biện pháp truyền thống đó là nuôi chó giữ nhà. Có thể gắn camera chống trộm hoặc là làm hàng rào bằng thép gai, vân vân. Chúng ta cùng nhau giải quyết một tình huống sau. Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ ứng xử như thế nào? À, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không mở cửa cho người lạ vào. Bởi vì nếu chúng ta mở cửa cho người lạ thì sẽ có nhiều tình huống nguy hiểm có thể xảy ra đối với chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ bảo họ quay lại vào thời gian sau khi mà bố mẹ có ở nhà. Và nếu họ cố tình xông vào thì chúng ta phải la lớn lên để cầu cứu sự giúp đỡ từ mọi người. Và chúng ta có thể gọi điện báo với cơ quan công an để xử lý những trường hợp vi phạm, cố ý vi phạm về chỗ ở của người khác. Hai, nhà hàng xóm không có ai ở nhà nhưng lại thấy có khói bốc lên ở trong nhà, có thể là một cái gì đó bị cháy. Vậy thì trong tình huống này chúng ta sẽ ứng xử như thế nào? Trong tình huống này các em phải báo ngay cho những người hàng xóm và nhờ họ giúp đỡ để dập tắt đám cháy, bảo vệ tài sản cho gia đình người hàng xóm. Và nếu đám cháy quá lớn thì chúng ta phải gọi cứu hỏa để nhờ hỗ trợ. Chúng ta vừa tìm hiểu xong bài 17, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Bây giờ các em lấy tập bút ra và ghi nội dung bài học.